Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị ngày 20 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh vùng núi rét đậm bao phủ hoàn toàn. Các tỉnh vùng núi cao trời rét hại có nơi rét hại nặng. Tại Sapa và Bắc Hà, đêm và sáng tiết trời rét buốt. Tại đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn rét là 4 độ C, Sapa gần 7 độ, còn Sinh Hồ Lai Châu là 11 độ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết của miền Bắc có cường độ ổn định thời tiết không mưa vùng núi có mưa nhỏ vài nơi nhưng với lượng ít trời rét vùng cao rét đậm vẫn bao phủ toàn bộ các vùng núi cao trời rét hại đến rét hại nặng đối với các tỉnh miền trung gió đông bắc mạnh của khối không khí lạnh lại tác động nhiều đến các tỉnh thuộc khu vực này do gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn nên ở hầu khắp các tỉnh có mưa rông rải rác riêng ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to trời rét về đêm và sáng trong khi đó, thì tại các tỉnh thành phía Nam, trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày, với nền nhiệt luôn duy trì mức cao. Dự báo đến ngày 22, ngày 23 tháng 12, một đợt gió mùa với cường độ mạnh lại tiếp tục tràn xuống miền Bắc, khiến cho thời tiết trong khoảng một tuần tới liên tục rét. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 11 cho tới 13 độ, vùng núi từ 6 đến 8 độ. Trong khi đó, thì ở Bắc Trung Bộ, rét đậm chưa xuất hiện. Tuy nhiên, có những thời điểm nhiệt độ có thể xuống tới 13 độ, kèm theo mưa rào và rông khiến cho trời rét buốt theo cơ quan khí tượng, trong mùa đông năm nay nền nhiệt thấp hơn 1 đến 2 độ so với trung bình nhiều năm. Thời điểm rất đậm rét hại sẽ diễn ra từ cuối tháng 12 năm 2012 cho đến đầu tháng 2 năm 2013. Các đợt rét sẽ không kéo dài từ 3 ngày trở lên và dưới 15 ngày, tính đến trước Tết Quý Tỵ sẽ có khoảng từ 5 đến 6 đợt rét. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết trên các đô thị lớn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ hôm qua thì không khí lạnh tràn về đã gây mưa nhiều nơi cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông của Bắc Bộ, nên nhiệt độ giảm mạnh từ 4 đến 8 độ C, khiến cho lần đầu tiên trong mùa đông miền Bắc rét đậm có nơi rét hại, đợt rét sẽ kéo dài qua lễ Giáng sinh. Sang đến ngày hôm nay thì không khí lạnh được dự báo sẽ giảm dần và gió không còn mạnh nên các tỉnh miền Bắc chủ yếu rét vào ban đêm, ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ. Tại Hà Nội trong ngày hôm nay nhiệt độ cũng có xu hướng tăng rất nhẹ, do vậy mà cảm giác nhiệt tăng không thể rõ ràng với người dân. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 22 độ, thấp nhất về đêm là khoảng 16 độ với độ ẩm là 60%. Trời có mưa phùn và cảm giác giá rét sẽ còn đeo bám suốt cả ngày. Sang đến ngày hôm nay, khối không khí lạnh phía Bắc có hướng di chuyển sang phía Đông và có dấu hiệu suy yếu nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên trong quá trình di chuyển sang phía đông thì nó vẫn liên tục đem hơi ẩn vào đất liền. Do vậy khu vực thành phố duy trì trạng thái gió đông bắc mạnh, trời nhiều mây, nhiệt độ trong ngày ở mức từ 15 đến 23 độ với độ ẩm khoảng 75 đến 80%. Thời tiết trong giai đoạn này hoàn toàn không được thuận lợi cho việc hoạt động của tàu thuyền trên biển. Chúng ta hãy cùng đến với thời tiết tại thành phố miền Trung Đà Nẵng. Không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc gây rét chủ yếu về đêm và sáng sớm. Trong khi đó thì gió đông bắc mạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn lại gây mưa cho các tỉnh khu vực miền Trung, có nơi mưa vừa đến mưa to. Tại khu vực thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay còn tiếp tục có mưa xuất hiện với nhiệt độ trong ngày ở mức từ 25 đến 30 độ với độ ẩm khoảng 70%. Khoảng 1 đến 2 ngày nữa thì khối không khí lạnh phía Bắc sẽ còn tiếp tục gây ảnh hưởng cho khu vực. Trường gió đông duy trì cường độ, do vậy mà độ ẩm luôn ở mức cao. Sáng sớm có sương mù xuất hiện và trời xe lạnh về đêm và sáng. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do không chịu tác động của khối không khí lạnh nên thời tiết ít biến động. Trạng thái thời tiết chủ yếu là ngày nắng và không có mưa. Tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay từ trưa đến chiều trời nắng và nhiệt độ trong ngày đạt ngưỡng khoảng 35 độ. Độ ẩm là 40%. Khi lưu thông ngoài đường vào giờ cao điểm thì sẽ có cảm giác nắng nóng rõ ràng hơn và nhất là vào buổi trưa, nên quý vị nên đề phòng hiện tượng say nắng cảm nắng dễ xuất hiện. Còn về chiều và đêm thì nhiệt độ giảm dần xuống mức là khoảng 23 độ, trời khá mát mẻ và rất thích hợp cho dịp mua sắm chuẩn bị đón Noel, cũng như đi dạo quanh các con đường nhất là khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh được trang trí đẹp màu lộng lẫy. Trong những ngày tới thời tiết tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có biến đổi gì nhiều, trời gần như không mưa và ngày nắng. vài ngày tới sương mù sẽ xuất hiện trở lại làm cho tầm nhìn xa giảm một chút vào lúc sáng sớm. Trong khi đó, thì ở các tỉnh đồng bằng sông Kiều Long và thành phố Cần Thơ ngày hôm nay không mưa và nắng. Tại trung tâm thành phố Cần Thơ, nhiệt độ mức từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 50 đến 55%. Trên ảnh mây vệ tinh, mây đối lưu phát triển nhiều ở vùng biển phía Nam, nên khoảng chiều tối nay ở vùng ven biển bán đảo Cà Mau và khu vực Kiên Giang sẽ có mưa rào và rông. Vài ngày tới vào khoảng thứ sáu, thứ bảy thì bộ phận không khí lạnh ở phía bắc suy yếu, tạo điều kiện cho rãnh thấp ở phía nam hoạt động trở lại và di chuyển dần lên phía bắc, nên thời tiết ở khu vực thành phố Cần Thơ có khả năng mây rông xuất hiện trở lại. Tuy nhiên thì cường độ mưa không đáng kể. Đây cũng chính là thông tin cuối của bản tin thời tiết đô thị sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.